Ở nhà đang có vụ là đi săn tuyết trên Sapa nhưng mà hụt đúng không? Người ta đang ninh tinh đúng không? Đây, tuyết cho ông anh xem này. Tuyết ngập dày luôn, lạnh buốt luôn. Đó. Nơi cần thì không có, nơi có thì lại không cần. Đó, anh em nào muốn săn tuyết thì theo mình nhé. Rất là nhiều. Tuyết là tuyết.